Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình đây. Hôm nay mình sẽ lại cho Aglim phiên bản mod các bạn nhá. Bạn ơi, đây là cánh cửa đấy. Cánh cửa, trời ơi. Wow, mình không thể nhìn thấy ở bên dưới luôn này. Oh my god. Trời ơi, các bạn có thể nhìn thấy điều mà tôi đang thấy không? Ui trời ơi, đất ơi. Mọi thứ dường như đã biến mất luôn ạ. Wow. Có thể nhìn thấy ra sau các bạn nhá. Trời ơi, oh my god. Đây nữa này. Rồi, đây là lối cầu thang đây. Trời ơi. Các bạn thấy khủng khiếp không? Dường như đây là một vực thẳm rất là sâu luôn. Ở đây cũng thế các bạn. Oh my god. Ôi. Mình cứ tưởng là vực thẳm nhưng mà nào ngờ các bạn đấy, nhìn rất là ảo diệu luôn nhá. Đây. Úi đây là cửa mở ra này. Wow, đây là trong phòng tắm nhá. Mình sẽ tắm xong đây. Đây là vòi hoa sen này. Chúng ta có thể thấy rõ ở ngoài này các bạn nhỉ. Wow, còn mấy đang ngồi xem tivi các bạn ạ. Wow, mày á, không có gì mà chúng ta vẫn ngồi được ở đây nhỉ. Hello, hello. Wow, đây còn khẩu súng nữa. Boom. À, mình sẽ lấy chìa khóa đi á. Ủa, đằng sau này. Cho mình sẽ mở cửa ra bên ngoài nhá. Ok, mình sẽ mở cửa ra bên ngoài các bạn này. Ui chó, có hai sóc liền á. Cha cha. Hey, you! Yeah! You tell me! Yes, you! I know you have Liz, and I want you to release her! Liz? Jay! Hey! Confused, boy! No, I know it's you! I saw her in the trunk of your dirty van! If you don't release it, I'm gonna fry your brain with the stuff that I made myself! Do you really think I know who you're talking about, huh? I don't remember the names of all the children I captured, you idiot! Stupid bull! You have the guts to face me, huh? But you're not that to be useful to me! Wait a second. There's an easy solution to that. Open up and say, Ôi sao, có quả xe lơ đứng bên cạnh luôn các bạn. Done. Oh, very tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm gonna exterminate you anyway. Ooh, shit. Jump and plumby just like I like it. Bắt rồi đó. Mình tàng hình được qua các bạn ạ. Trời đất ơi. Ồ, bạn thấy gì không? Cho. Mình sẽ lấy súng để phòng thân nhé bạn nhé. Chashi boy.
xả hết. Đấy, lộ xuống không? Trailer sẽ đứng đây các bạn nhỉ? Đấy, và chiếc xe của chúng ta đã bị mất rồi các bạn. Ui xa. Trời ơi, mấy đứng trong đây không? Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua Metro các bạn nhé. Chết rồi. Về sao mình thấy đường các bạn ơi. Trời đất tối xì đi. Wow, rock ra ma rồi. Hay quá. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy này đi nhé các bạn nhé. Ok, bây giờ sẽ tới chỗ shopping này. Wow, một màn sương mù luôn. Chết rồi. Gió có vẻ như là không thấy mình luôn. Wow, rồi chiếc xe mô tô của mình đây rồi. Let's go. Ta sẽ để đây nhá và chúng ta sẽ đi sẽ để lên gì nữa. Ok, bây giờ sẽ đi ở nút thi đấu nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi thi đấu nhá các bạn nhá. Đó, đi đua xe đây. Wow, rất là khó đi các bạn ạ. Trời ơi. Ui trời ơi, toàn số mù thôi. Let's go. Chúng ta sẽ xuống bên dưới nhá. Usha. Rồi. Chúng ta sẽ kết thúc mà nó sẽ rất là nhanh thôi. Rồi, còn thừa 20 giây các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi, mình sẽ xin lấy một cái tấm này nhá. Bây giờ mình sẽ đi về chỗ xe của mình đây. Bye bye. Rồi bây giờ mình sẽ tới chỗ đó chính là spa nhá. Mình sẽ thăm con cá sấu của mình đây. Mình bị bắt luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ ra bên ngoài nhá. Wow, bên trời rất là màu xanh luôn.
Oh, con quái vật của mình. Mình sẽ xử lý nó nhá. Chum. Ok, bây giờ mình sẽ ra bên ngoài đây. Xử lý nút ông bắn kem nhá. Ông ấy đang ngủ các bạn ạ. Hello. Chết chưa? Hello. Ui thôi, có lẽ là mình sẽ dừng clip ở đây các bạn. Thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn.